Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong chương trình. Đức Huệ xây dựng và phát triển văn hóa con người Long An qua mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mở hai trạm cấp cứu đường thủy, đường hàng không. Tên thế giới Mỹ cho Ba Lan chay 2 tỷ đô la Mỹ hiện tại quá quốc phòng. Thực hiện chương trình xây dựng phát triển đô thị thông minh, những tháng đầu năm 2023, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng lông an số, kết nối chia sẻ dữ liệu bảy dịch vụ tiện ích của điện lực, tích hợp cổng dịch vụ việc làm vào Long An số, xây dựng mini app Long An số trên nền tảng Zalo. Đồng thời triển khai sử dụng khai thác các dịch vụ đô thị thông minh của Trung tâm điều hành thông minh IOC, vận hành các ứng dụng Long An IOC phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo trên môi trường số, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân qua tổng đài 1022. Ngoài ra, tỉnh cũng đã triển khai cơ bản hoàn thành hệ thống thiết bị camera giám sát an ninh trật tự và giao thông thuộc dự án xây dựng hạ tầng nền tảng dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh giai đoạn 1 với 174 bộ camera lắp tại các cửa ngõ, các tuyến đường trọng yếu của tỉnh. Thế điểm cổng thông tin du lịch và ứng dụng di động du lịch thông minh. Các dự án ứng dụng được triển khai không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người dân doanh nghiệp mà còn phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo, phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh Lê Thanh Đông vừa chủ trì hội nghị trực tuyến ban chỉ đạo chuyển đổi số đề án 06 huyện với 13 xã thị trấn. Trong 9 tháng đầu năm, huyện Tân Thạnh đã chủ động triển khai sử dụng các nền tảng số của tỉnh nền tảng công dân số, long an số, quản lý tiêm chủng tại các đơn vị, cơ sở y tế, hóa đơn điện tử, triển khai tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nền tảng chính quyền số. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Thạnh, Lê Thanh Đông chỉ đạo trong thời gian tới cần đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số vào các hoạt động của cơ quan đơn vị địa phương đảm bảo phù hợp, đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức chung của xã hội về chuyển đổi số, đặc biệt là những người làm công tác chuyển đổi số. Quyền quỹ Cần Chuột vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua dân dẫn khéo giai đoạn 2021-2023. Phó Bí thư Thường trực Quyền quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyền Nguyễn Phước Hùng chủ trì hội nghị. Toàn quyền đã xây dựng được 93 mô hình dân trận khéo trên các lĩnh vực, đặc biệt có 33 mô hình đem lại lợi ích thiết thực cho các cơ quan đơn vị địa phương, triển khai nhân rộng như mô hình trồng rau, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, mô hình hũ gạo tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và học sinh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quyền Quyển, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Nguyễn Phước Hùng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hiện mô hình thi đua dân dân khéo về cải cách hành chính, góp phần nâng chất các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới đô thị dân minh. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quyền đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân dân khéo giai đoạn 2021-2023. Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức tập huấn cho đội ngũ quản lý các cấp về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chính sách giám sát, đánh giá thực hiện đề án năm 2023 về chương trình dân số. Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp các thông tin về công tác dân số trong tình hình hiện nay, triển khai những nội dung trọng tâm các chương trình kế hoạch về công tác dân số năm 2023 tại tỉnh Long An, thực trạng tác động của dân số đối với sự phát triển, những vấn đề đặt ra và định hướng chính sách qua đó giúp các học viên có các biện pháp tham mưu hiệu quả hơn trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động của đơn vị tại địa phương. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về xây dựng và phát triển dân quá con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo, hơn 2 tuần qua, đội ngũ cán bộ công chức viên chức những người hoạt động không chuyên trách của Ủy ban Nhân dân Thị trấn Đồng Thành, Quyền Đức Huệ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản thân, tích cực học tập theo bác, từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất qua mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây là mô hình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đông Thành phối hợp Ủy ban Nhân dân thị trấn thực hiện nhằm đa dạng hóa hình thức thực hiện và phát huy hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đếm nổi bật của mô hình là những tấm pano áp phích về hình ảnh hoạt động cùng những lời dạy của Bác Hồ. Các tác phẩm lý luận chỉ đạo đường lối cách mạng, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần khơi nguồn cảm hứng tiếp cận tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ, một vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Thì hiện tại thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì được trưng bày các cái hình ảnh cũng như là tủ sách và các cái tác phẩm về bác để quét mã qr để đọc và tìm hiểu cuộc đời và thân thế của bác thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì sẽ được tổ chức sinh hoạt vào hàng tuần mỗi tháng sau khi kể một câu chuyện về bác thì trấn Cầu lồng kép tuyên dương cá nhân điển hình đã nhân dụng những bài học từ bác vào trong thực tiễn công việc lối sống việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở ban dân thị trấn trong thành với mục đích đó là mặt trận thị trấn mong muốn khi mà người dân đến trụ sở ban dân thị trấn để thực hiện các cái giao dịch giấy tờ hành chính thì sẽ có cơ hội tiếp cận các cái giá trị cũng như là các cái tư tưởng văn hóa của bác để cái việc học tập và làm theo tư tưởng của bác sẽ lan tỏa rộng rãi trong tất cả cộng đồng dân cư Đảng quỹ thấy là mô hình này có hiệu quả và nó đúng với cái nội dung chuyên đề của năm 2023 trong đó thì nó phát huy nhiều trong cái thể hiện cái văn hóa cũng như là cái sự học tập của cán bộ công chức đối với cái việc rèn luyện theo tấm gương của bác thì đã triển khai hai tuần thì cũng đã để kể được hai câu chuyện thì qua đó cán bộ công chức cũng rất là quan nghênh và tham gia tích cực trong cái hoạt động phong trào Việc xây dựng mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm không chỉ hướng đến phát triển ngành văn hóa thị trấn nói riêng, huyện Đức Quệ nói chung, mà còn góp phần đưa nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo vào cuộc sống. Chuyển sang một số thông tin khác. Theo đề án nâng cao năng lực trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo, vừa được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét phê duyệt. Thành phố sẽ mở thêm 2 trạm cấp cứu đường thủy, đường hàng không. Theo kế hoạch, một trạm cấp cứu đường thủy sẽ hình thành tại huyện Cần Giờ với sự phối hợp và hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ cấp cứu cho người dân Cần Giờ và những khu vực lân cận hình thành một trạm cấp cứu đường hàng không trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với sự phối hợp và hỗ trợ của bệnh viện quân y 175 Bộ Quốc phòng, nơi sẵn sàng có bãi đáp trực thăng phục vụ cấp cứu đường hàng không. Theo đề án, nâng cao năng lực trung tâm cấp cứu 115 theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thay vì chỉ có một trung tâm cấp cứu như hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển thành ba trung tâm cấp cứu tương ứng với ba cụm y tế chuyên sâu. Đó là trung tâm cấp cứu 115 cụm trung tâm, trung tâm cấp cứu 115 cụm Tân Kiên và trung tâm cấp cứu 115 cụm Thủ Đức. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Thạnh Quá phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân hai xã biên giới Thuận Bình và Tân Hiệp tổ chức lễ trao tặng nhà đại đoàn kết cho 4 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những căn nhà được xây dựng theo chuẩn ba cứng, có diện tích sử dụng từ 60m2 đến 100m2, với kinh phí xây dựng mỗi căn từ 50 đến 120 triệu đồng. Trong đó, ban vận động ngay vì người nghèo tỉnh Long An hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân trong gia đình góp thêm. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Thành Quá đã tổ chức xây dựng và trao tặng 16 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Đoàn công tác Hội cựu chiến binh tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Một, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi là con em của các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại quận Chỉnh Hưng. Từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội và nguồn vận động của lập bộ doanh nhân cựu chiến binh Long An, Hội cựu chiến binh tỉnh Long An đã trao 20 suất học bổng, trong đó quận Chỉnh Hưng trao 2 suất cho em Nguyễn Lê Khang và em Lê Trăng Minh có thành tích học tập xuất sắc là con của cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quyện mỗi suất trị giá một triệu đồng hoạt động nhằm mục đích chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất là đối với con em của các gia đình có truyền thống cách mạng để các em có điều kiện học tập dương lên và phát triển Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này và Ba Lan đã ký thỏa thuận cho vay trực tiếp trị giá 2 tỷ đô la Mỹ theo chương trình tài trợ quân sự nước ngoài nhằm hỗ trợ Ba Lan hiện đại hóa quốc phòng. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định vị thế của Ba Lan với tư cách là đồng minh của Mỹ cũng như vai trò quan trọng của nước này trong hệ thống phòng thủ sườn phía đông của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ cung cấp tới 60 triệu đô la Mỹ trong khoản cho dài nói trên. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quốc phòng của Ba Lan bằng cách hỗ trợ mua sắm khẩn cấp các thiết bị quân sự và dịch vụ quốc phòng từ Mỹ. Trước đó, Tổng thống Ba Lan Duda tuyên bố nước này sẽ dành khoảng ngân sách kỷ lục lên tới hơn 33 tỷ đô la Mỹ, tương đương 4% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Ba Lan đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn và hiện đại hàng đầu ở châu Âu. Ba Lan cũng đã bắt tay vào việc mua sắm các lô hàng vũ khí thông thường của Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Mỹ và Ukraine đã ký một biên bản ghi nhớ về khoản hỗ trợ trị giá 522 triệu đô la Mỹ để tăng cường khả năng phục hồi hệ thống năng lượng của quốc gia Đông Âu. Theo thông báo của đại sứ quán Mỹ tại Ukraine, khoản hỗ trợ này bao gồm 422 triệu đô la Mỹ hỗ trợ ngành năng lượng và 100 triệu đô la Mỹ để Ukraine triển khai một số chính sách nhất định, bao gồm cải thiện cải cách hệ thống năng lượng. Tuyên bố cũng nhấn mạnh mục tiêu của khoản hỗ trợ này là nhằm giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng, cũng như hướng tới cải cách ngành năng lượng và quá trình chuyển đổi hậu xung đột sang nền kinh tế cạnh tranh và carbon thấp phù hợp với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Nội các Hàn Quốc đã thông qua sắc lệnh sửa đổi và đạo luật giao dịch ngoại hối, qua đó mở đường cho các công ty nước ngoài tham gia thị trường ngoại hối nhằm thu hút thêm đầu tư từ nước ngoài. Bộ kinh tế và tài chính Hàn Quốc cho biết, sắc lệnh sửa đổi và đạo luật giao dịch ngoại hối sẽ mở cửa thị trường ngoại hối liên ngân hàng cho các công ty nước ngoài. Theo đó, các tổ chức nước ngoài đã đăng ký, trong đó có các ngân hàng toàn cầu và công ty môi giới, sẽ được tham gia thị trường ngoại hối tại Hàn Quốc. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của các tổ chức nước ngoài đã đăng ký. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4 tháng 10 tới. Hiện chính phủ Hàn Quốc chỉ cho phép các tổ chức tài chính trong nước hoặc các công ty nước ngoài có chi nhánh tại nước này tham gia. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã công bố những trụ cột chính sách của gói kích thích kinh tế mới, dự kiến được soạn thảo vào tháng 10 tới. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ giúp đỡ các hộ gia đình của đất nước mặt trời mọc ứng phó với giá cả leo thang do ảnh hưởng của lạm phát. Theo Thủ tướng Kishida, dự kiến gói kích thích kinh tế này sẽ bao gồm các biện pháp kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng tiền lương thủ tướng kishida cũng cho biết sẽ theo dõi sát sao thị trường tiền tệ đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư đang cố bán tháo đồng yên các hộ gia đình nhật bản ngày càng dễ bị tổn thương khi giá lương thực ngày càng tăng do các công ty tiếp tục chuyển gánh nặng chi phí nguyên liệu đầu vào cao sang người tiêu dùng việc tăng lương theo kịp đà tăng lạm phát đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy nhu cầu nội địa với việc cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu có hiệu lực, mức áp giá cao hay thấp với các mặt hàng xuất khẩu vào thị trường này sẽ phụ thuộc vào mức độ khí carbon phát thải trong quá trình sản xuất. Đây là một thách thức không nhỏ, nhưng về lâu dài, quy định này có thể được xem là động lực để các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh. Theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, thuế carbon sẽ được áp dụng đối với tất cả hàng quán nhập khẩu vào Liên minh châu Âu dựa trên mức phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất. Liên minh châu Âu là khu vực thương mại đầu tiên trên thế giới đánh thuế carbon đối với hàng quán nhập khẩu. Quy định này đã được Liên minh châu Âu và các nước thành viên nhất trí từ tháng 12 năm ngoái trong nỗ lực bảo vệ môi trường. Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sẽ được áp dụng trong 3 giai đoạn, từ tháng 10 năm 2023 đến năm 2025 là giai đoạn chuyển tiếp. Doanh nghiệp sẽ phải báo cáo về tổng phát thải tích hợp trong hàng hóa theo loại và không chịu phí điều chỉnh cơ chế carbon của Liên minh châu Âu. Trước mắt, quy định này sẽ được áp dụng với các mặt hàng có lượng phát thải carbon cao mà Liên minh châu Âu xếp vào 6 nhóm sản xuất là xi măng, sắt thép, nhôm, phân bón, điện và khí rô. Ở giai đoạn này, các nhà nhập khẩu phải xác định và ghi lại lượng khí phát thải trực tiếp và gián tiếp được hình thành trong quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Liên minh châu Âu. Với những nước nhập khẩu lớn vào Liên minh châu Âu như Thái Lan, bước chuyển tiếp này cũng gây không ít khó khăn. Hiện nhiều doanh nghiệp của nước này vẫn đang thiếu giải pháp công nghệ cần thiết để ghi lại và xác định lượng phát thải carbon. Quy định mới này sẽ bắt đầu được thực hiện thí điểm từ ngày 1 tháng 10. Những nước chịu ảnh hưởng đầu tiên từ cơ chế điều chỉnh biên giới carbon của Liên minh châu Âu là năm đối tác thương mại hàng đầu của Liên minh châu Âu tại châu Á, gồm Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.